Cả nhà đừng có bỏ qua bước xử lý chảo inox khi mới mua về nha. Cách này người ta hay còn gọi là tôi chảo và mình cũng chỉ cần làm một lần duy nhất khi mới mua về thôi. Bước tôi chảo này sẽ giúp chảo inox tạo ra một lớp chống dính tự nhiên siêu an toàn để khi mà mình chiên rán các nguyên liệu không bị dính đáy chảo. Cách làm rất là đơn giản. Chảo khi mua về thì mình sẽ dùng một miếng rửa chén mềm, mình cho nước rửa chén vào, mình rửa cả mặt trong và mặt ngoài, sau đó mình tráng lại bằng nước ấm cho thật sạch. Tiếp đến mình sẽ lau khô chảo và đặt lên bếp. Khi bật bếp thì cả nhà nhớ để lửa nhỏ thôi ha, tại vì chảo inox bắt nhiệt cũng khá là nhanh. Nếu mà mình để lửa lớn thì phần chảo inox rất là dễ bị vàng xung quanh. Bếp nhà mình có 9 chế độ thì mình sẽ để ở chế độ 2 hoặc 3 là vừa. Lúc này mình sẽ cho dầu vào, mình lắc đều chảo và mình sẽ dùng cọ mình phết xung quanh thành chảo luôn nha cả nhà. Sau khi dầu đã phủ đều chảo rồi thì mình tiếp tục để lửa nhỏ và nấu thêm tầm khoảng 10 phút nữa là mình tắt bếp. Phần dầu tôi chảo này thì mình sẽ đổ đi nha cả nhà và mình sẽ để cho chảo nguội hoàn toàn rồi, sau đó mình đem đi rửa lại một lần nữa là mình đã hoàn thành xong việc tôi chảo. Lúc mới đầu xài chảo inox cả nhà chưa quen lắm thì sẽ thấy hơi bất tiện một chút, nhưng sau khi xài một thời gian đã quen rồi thì đảm bảo cả nhà rất là thích chiếc chảo inox này. Bởi vì chảo inox có rất là nhiều ưu điểm vượt trội, điển hình nhất là ưu điểm an toàn, không gây hại cho sức khỏe và có thể phù hợp trên mọi loại bếp, kể cả là bếp từ. Khi xài chảo inox thì mình chỉ thấy một khuyết điểm duy nhất, đó chính là mình phải canh nhiệt trước khi sử dụng. Mà canh nhiệt cũng đơn giản lắm cả nhà, mình chỉ cần đun nóng chảo trước tầm khoảng 3 phút, sau đó mình vẩy một ít nước vào, mình thấy hạt nước lăn tròn đều trên mặt chảo là được. Lúc này thì mình sẽ cho dầu vào và mình có thể chiên rán thoải mái mà không sợ bị dính chảo. Hôm nay thì mình sẽ thử chiên đậu và cá, cả nhà nhìn hoàn toàn không bị dính đáy chảo luôn ha. Bước tôi chảo này rất là quan trọng, cả nhà nhớ đừng bỏ qua bước này nha.